Xin chào tất cả các quý khách hàng thân thiết của Dr. Lacy. Tôi là Phan Hoa, giám đốc phát triển hệ thống của thương hiệu mỹ phẩm Dr. Lacy. Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các quý khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Dr. Lacy để chăm sóc cho làn da cũng như sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Nhờ sự yêu thích và luôn được khách hàng tin tưởng lựa chọn, thương hiệu mỹ phẩm Dr. Lacy đang ngày càng phát triển với những thành tựu tuyệt vời. Tháng 8 này, cùng với niềm hạnh phúc khi đón chào Dr. Lacy sinh nhật 7 tuổi, Phạm Kim sẽ tổ chức các chuỗi chương trình hội thảo khách hàng, 100.000 quà tặng như một lời cảm ơn to lớn dành cho tất cả các khách hàng thân yêu. Thông qua chương trình, Dr. Lacy mong muốn mang đến cho khách hàng những kiến thức hữu ích nhất về làn da, dành tặng cho khách hàng quy trình chăm sóc da chuẩn quốc tế cũng như những kiến thức về sản phẩm, về những phương pháp chăm sóc da tốt nhất từ Hàn Quốc, giúp cho khách hàng có được làn da hết mụn, hết nám, cong bóng và trắng khỏe ngay tại chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh sự tham gia của Chủ tịch Đỗ Kim Yến, chương trình còn có sự có mặt của bác sĩ Trần Thanh Nho, bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu với nhiều năm kinh nghiệm sẽ chia sẻ đến tất cả các quý khách hàng kiến thức điều trị mụn, nám, tàn nhang ngay tại nhà. Và đặc biệt chưa từng có đó chính là chuỗi chương trình này sẽ dành tặng 1 triệu mặt nạ glutathione trắng da cong bóng dành cho khách hàng. Đây là một trong những sản phẩm mặt nạ tốt nhất trên thị trường hiện nay, ứng dụng thành phần glutathione, một trong những thành phần làm trắng da nổi tiếng nhất ở trên thế giới, với rất nhiều nguyên liệu cao cấp mang đến đa dạng công dụng làm đẹp và khắc phục được mọi nhược điểm của các sản phẩm mặt nạ thông thường. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 8 thông qua hình thức livestream tại group hội thảo khách hàng 100.000 quà tặng. Đây là một chương trình diễn ra online và hoàn toàn miễn phí. Bạn không cần phải di chuyển đi đâu, cũng không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Hãy nhanh tay đăng ký với đại lý của Dr. Lacy trên toàn quốc để có thể nhận được tấm vé mời tham dự chương trình tuyệt vời này và nhận những phần quà giá trị mà Dr. Lacy dành tặng bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn tại chương trình của Phạm Kim Group.